Em xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ giới thiệu một chiếc bếp từ mang thương hiệu Lotka, có model là LC789 Plus mới toanh, model là mới nhất trong tháng 6 này. Thì mọi người cùng em đi khơi chiếc bếp, cùng tìm hiểu bên trong. Được đóng bao bì rất là chắc chắn. Chúng ta vận chuyển hàng hóa đi xa rất là yên tâm luôn. Đó, xốp bảo vệ mặt kính và hai thanh xốp bảo vệ mặt kính rất là dày dặn cho mọi người. Đây, ở trong phòng bếp thì sẽ có một quyển hướng dẫn và có model này và thương hiệu này. Và chiếc bếp đây cả nhà. Đó, mọi người có thể nhìn thấy được thêm một lớp giấy bóng màng bọc để bảo vệ mặt kính này. Wow, rất là sắc nét. Về cảnh quan bên ngoài thì chúng ta có thể nhìn thấy hai viền nhôm nhìn rất là khỏe khoắn và chắc chắn. Khi mà chúng ta lắp âm thì sẽ là sang trọng cho căn bếp này. Ở trên phần mặt kính thì chúng ta có thể nhìn thấy chữ Euro Platinum sử dụng mặt kính. Ở đây thì có để co, thiết kế để co của hai vùng nấu rất là bắt mắt. Model mới năm 2024 mới cập bến tháng 6. Được hai sử dụng hai vùng nấu riêng biệt, rất dễ dàng và thuận tiện trong việc chúng ta nấu nướng. Bên đây thì chúng ta có thể nhìn thấy thương hiệu mang thương hiệu Lotka này và model LC789 Plus, và đây là có tem kích hoạt bảo hành mã check QR. Rồi em sẽ cho mọi người xem phần bụng nhá. Phần bụng bếp thì được thay đổi và cải tiến hơn, là bếp được sử dụng phần bụng inox vì khí hậu Việt Nam mình hay có mùa nồm hay ẩm ướt thì inox sẽ không bị han gỉ hay là ấy, oxy hóa. Ở đây thì chúng ta vẫn có bốn cái chân, ví dụ nhà bác nào mà không muốn cắt đá không có để trước kích thước thì chúng ta có thể đặt nổi đặt dương bằng bốn chân này. Thì ở đây sẽ có một tem vỡ khi mà có ốc này và năm sản xuất. Ở đây thì nó sẽ ghi là tháng 6 này, năm 2024 này, đánh dấu V này. Nếu mà tem này mà bị có dấu tô vít thì coi như là chiếc bếp đấy sẽ đã được bảo hành, bảo trì. Và mọi người có thể khi mua bếp thì có thể để ý được cái tem này có bị thay thế hay là có bị rách hay là có vết tô vít mà đã lột ra không. Đó, thì phần này thì mọi người có thể cũng là lưu ý để nhận biết được một chiếc bếp mới hay là bếp cũ. Đây sẽ có một cái tem thương hiệu Lotka và có mark in mã vạch. Đó, thì dưới bụng bếp đây thì chúng ta có thể nhìn thấy hai lồng quạt đen này là quạt đồng trục làm tản nhiệt cho mạch của bếp. Ở đây thì chúng ta có dây nối vào nguồn điện chính cho bếp. Đó, dây này có thể dài 1,5 m. Thì sau đây thì em sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc bếp mang thương hiệu Lotka, có model là LC789 Plus. Thì ở đây thì em sử dụng là nồi inox lấy phẳng hàn nung nhé. Còn có một loại nồi sẽ là đáy liền. Đáy liền thì sẽ như này. Thì trong quá trình chúng ta dùng sử dụng rất là sạch sẽ, vệ sinh, lau chùi. Đó, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng chiếc bếp này. Thì ở đây chúng ta có ta nhìn thấy hiển thị phím nguồn này. Chúng ta chạm giữ đây thì nó sẽ hiện lên
mặt điều khiển. Thì ở đây thì chúng ta có thể trượt slide với 9 mức công suất. Và ở đây có chữ B, chúng ta có thể water. Water lên thì công suất sẽ lên 2400. Đó, chúng ta có thể sử dụng đồng thời một lúc công suất water được 2400. Chúng ta có thể nhìn thấy water đều hai bên, giúp chúng ta nấu ăn rất là nhanh và thuận tiện. Thì đây sẽ em sẽ hạ nhiệt đi. Thì em sẽ hướng dẫn về các công năng ở trên bảng điều khiển. Ở đây bên cạnh phím nguồn thì có nút giữ ấm. Giữ ấm với 3 mức nhiệt 70 và 80 và 90 độ C này. Và ở đây có trên sào rán này với 3 mức F1, F2, F3. Đó. Giúp sào rán rất là thuận tiện và ngon. Ở đây thì bên cạnh sào rán thì chúng ta có nút tạm dừng. Đó, khi chúng ta đang nấu nướng mà chẳng hạn là có khách vào thì chúng ta có thể tạm dừng. Thì khi mà tiếp khách xong thì chúng ta có thể vào, thì nó sẽ giữ lại cái mức mà chúng ta đã tạm dừng khi đó. Ở đây thì bên này thì sẽ có khóa phím trẻ em này. Chúng ta chạm giữ trong vòng 3 đến 5 giây thì nó sẽ hiện lên màu đỏ, thì sẽ không sử dụng được gì, hầu như bàn phím sẽ bị vô hiệu hóa. Đó, thì chúng ta muốn mở lại thì chúng ta sẽ giữ trong 3 đến 5 giây, khi nó mất đi thì chúng ta lúc đấy sử dụng bình thường. Đó. Đó. Thì đây có hẹn giờ. Hẹn giờ hẹn tắt. Hẹn giờ lên 99 phút. Đó. Thì hai bên sẽ là đều như nhau. Đây, ở đây em sẽ test về cái phần chế độ sôi liu riu. Thì chúng ta sẽ chờ một lúc cho nước nó sẽ sôi đi. Thì ở đây thì em sẽ về mức 1 này. Chúng ta có thể nhìn thấy hiện tượng ở trong nồi sẽ đang sôi rất là sủi bọt lăn tăn đều. Thì giúp chúng ta việc ninh hầm hoặc là chiên xào rán thì sẽ đều nhiệt, thì sẽ rất là ngon. Ninh hầm sẽ giúp chúng ta, ví dụ chúng ta ninh xương hoặc ninh gì đấy thì nó sẽ chín từ trong ra ngoài, chứ không như xôi ngắt nhả thì sẽ là kiểu chín ép và chín từ ngoài vào bên trong, nhưng nó sẽ không được chín dừ xương được. Đó, thì chúng ta nhìn thấy sủi bọt rất là đều. Thì sau đây em sẽ test về cái phần nhận diện vùng nấu là cảnh báo khi không có nồi này. Thì giúp chúng ta nhận diện được là chữ bếp đang không có nồi chảo trên bếp, hoặc là nồi chảo không đúng chất liệu thì bếp sẽ không nhận được, thì nó sẽ cũng báo E0 ngay. Mọi người lưu ý khi chọn lựa nồi chảo để dùng bếp từ nhá. Thì bên này thì em sẽ trong quá trình chờ xem nó sẽ tắt như thế nào thì em sẽ test cái phần bên này. Có khi không có nồi thì chúng ta có thể nhìn thấy bếp đã tự tắt này. Và về phím nguồn, ở đây thì em sẽ test về phần chống trào của bếp này. Đó. Khi mà bếp cảm nhận được vùng nước trào ra thì nó sẽ tự tắt cho chúng ta, báo là E8. Khi quá trình bếp tắt thì quạt vẫn đang hoạt động thì chúng ta không nên tắt công tắc hoặc là dập áp vội nhé, vì căn bản là cái phần quạt đấy để làm mát và lưu thông mát để cho mặt kính khỏi bị nóng. Đó. Và đó là tất cả về chiếc bếp mang thương hiệu Lotka. Model là LC789 Plus. Mọi thắc mắc, mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại em để trên màn hình hoặc là bình luận comment xuống bên dưới. Mọi thắc mắc xin liên hệ để được em giải đáp. Em xin chào, cảm ơn cả nhà.